Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng đang ở đây là ngay chỗ công viên 23 tháng 9 nha. Phía trước là công trường Quách Thị Trang, chợ Vĩnh Thành nha. Và tòa nhà cao cao đó là tòa nhà 62 tầng. Đây là khách sạn New World. Đây là khách sạn New World ha, đường Phạm Hồng Thái. Bên kia đường Lê Lai. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cho cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đường Khánh Quỳnh ha. Vũ Hồng xuất phát từ ngay đây là đường Phạm Hồng Thái. À, phía trước mặt mình là đường Lê Anh Xuân nha, đường này Lê Anh Xuân, quận 1. Bên đây là khách sạn New World nè. À, cây xăng Petro Dimet ngay chỗ khách sạn New World ha. Căn nhà Vũ Hồng giới thiệu đến quý cô chú anh chị bạn là mình đi qua bên kia, đi theo đường Nguyễn Trãi quẹo vô Cống Quỳnh hả cô chú anh chị. Đường này là đường Cách Mạng Tháng 8 nè, đường này là đường Lý Tự Trọng nè, khu Gia Long, bán xe Gia Long nè, ngã 6 Phù Đổng nè ha, ngã 6 Phù Đổng, đường này đường Cách Mạng Tháng 8 nè. Đường bên đây là đường Lê Thị Riêng, bên kia là đường Nguyễn Trãi, còn bên kia là đường Nguyễn Thị Nghĩa ha. Đây là ngã 6 Phù Đổng ha. À, cái chỗ người ta xếp hàng đông đông này là bánh mì. À, bánh mì ha. Bánh mì Vinh Hoa ha. Đường Lê Thị Riêng nha cô chú anh chị. Này đường Nguyễn Văn Tráng, không bên kia là đường Nguyễn Trãi. Bây giờ mình tới góc đường này ha, qua khỏi Tôn Thất Tùng này mình sẽ quẹo bên phải theo đường Cống Quỳnh nha cô chú anh chị. Hai cây xăng giao giữa đường Lê Thị Riêng với đường Bùi Thị Xuân. Ở phía trước là ngã tư đường Tôn Thất Tùng. Bên tay phải mình quẹo 33 tháng 2. Rẽ trái thì ngay chỗ đường công viên 23 tháng 9 lại. Bệnh viện Phụ Sản Quốc tế. Nhà mình thông qua hẻm này nè cô chú anh chị. Một căn nhà nằm ở hẻm đường Cống Quỳnh, 282 đường Cống Quỳnh nha cô chú anh chị. Đường này đường Hữu Khánh nè. À, nhà mình thông hẻm 162 chứ, xin lỗi, thông hẻm này nè cô chú anh chị, thông hẻm 162 Cống Quỳnh nè. Đường Bùi Thị Xuân nè cô chú chị, nó lộn 162 đường Bùi Xuân. Ở đây đối diện đây là cố mắt ha. Rẽ trái mình ra dòng xây Cống Quỳnh, rẽ phải thì mình đi ra bán hai cô chú chị. Tới ngay chỗ ngã ba góc đường Phạm Chí Chánh với đường Cống Quỳnh ha. Cái nhà mình nằm bên tay phải nha cô chú chị, nhà mình nằm bên tay phải nè. Đó, nhà mình nằm bên tay phải nè, phía trước là bệnh viện Từ Dũ, nhà nằm bên tay phải trong hẻm này nè cô chú anh chị. Giá bán 1,8 tỷ nha cô chú anh chị. Trong đây ha.
à, căn nhà trong đây ha. Thông qua hẻm 162 đường Bùi Xuân nha. Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay Vũ Hồng xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị và bạn một căn nhà nằm kế bên bệnh viện Từ Dũ luôn, ngay góc đường Cống Quỳnh với đường Phạm Viết Chánh, ngay chỗ đó là đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Cao Thắng. Cái cầu nối này là nối giữa hai tòa nhà của bệnh viện Từ Dũ ha, à, bệnh viện Từ Dũ đây nha cô chú anh chị. Và ở bên đây là đường Phạm Viết Chánh, bên phải là bệnh viện Truyền Huyết Học, và đi lên trên kia là công viên Âu Lạc, ngay dòng xe Cộng Hòa đi về Trần Phú, Hùng Vương, Lý Thái Tổ. Và bên đây nè đồn biên phòng, và kế tiếp là cô mắt Cống Quỳnh. Nếu mình di chuyển thẳng về hướng bên kia là mình sẽ ra dòng xe Cống Quỳnh, là di về phố Tây Bùi Viện, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Còn đi đường này lên kia là trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đường Lê Hồng Phong, Đại học Sài Gòn, Đại học Sư phạm ha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú chị và bạn một căn nhà nằm ở trong hẻm đó, nhưng mà cách mặt tiền chỉ có 10m thôi. Nhà này có kích thước ngang là 8m nhân cho 2m rưỡi. Đó, nhà thì đăng ký kê khai là 20m2, nhưng diện tích mình đang sở hữu là 17m2 được công nhận ha. Và căn nhà này chủ đang chưa bán với mức giá là 1.8 nha, 1.800.000 có bất lộc thôi. Đó, giá thì giá rất sát rồi. Nhà thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ha. Và bây giờ Vũ Hồng review từ bên ngoài vô bên trong cho cô chú chị bạn xem nha, từ ngoài vào trong ha. Đằng kia là cái cầu vượt của bệnh viện Từ Dũ nối giữa hai tòa nhà ha. Đây là góc đường Cống Quỳnh với đường Phạm Viết Chánh nha. Đó, góc đường Cống Quỳnh Phạm Viết Chánh. Bây giờ mình vô nhà ha, nhà mình nằm đây. Đó, căn này nè cô chú chị, đó căn này hẻm thông qua hẻm 162 luôn nha. Nhà mình là căn nhà sẹt 5 đó cô chú chị, bên tay phải nha. Đó, căn nhà bên tay phải đó cô chú chị thấy không? Đó, đi vô là cách có cái căn nhỏ này thôi là tới nhà mình nè ha. À, nhà mình là kế bên cái chung cư lớn này ha. Khu này là hiện hữu nha. À, Vũ Hồng mở cái khu quy hoạch cho cô chú chị bạn xem. À, nhà mình thuộc khu hiện hữu, không có bị quy hoạch giải tỏa em giới lộ giới gì hết. Đây, nhà mình thì từ đây qua đây là 8m, chiều sâu vào là 2m rưỡi. 2m rưỡi nha cô chú anh chị. À, tính từ vị trí này nè cô chú anh chị, từ đây nè. Đó, từ vị trí này nè, đó, vô đông nè là 2m, từ sâu vô là 2m rưỡi, rồi chiều ngang qua là 8. Chiều ngang qua là 8m ha. Hẻm này thông qua hẻm thông qua bên kia là hẻm 162 nha cô chú anh chị. 162 Bùi Thị Xuân luôn nha. Đó, nhà mình từ đây nè, đó, qua đây, hết bên đây luôn ha. Và về trên thông tin quy hoạch là nhà mình là hoàn toàn khu dân cư hiện hữu nha. Hiện tại hẻm cao ráo không ngập nước, và hướng nhà của mình là hướng bắc, là sang hướng tây một ít ha. Và đây là cái thông tin quy hoạch của nhà mình đây. Đó, thông tin quy hoạch của nhà mình ha. Diện tích đất đang sở hữu là 17m nha cô chú anh chị. Đó, hiện hữu hết luôn, không có bị quy hoạch gì hết nha cô chú anh chị. Đất ở ha, là trên cái thông tin là mình là thông tin về là đất ở không nha, không có bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì nha. Thường mình chết quy hoạch trước khi cho bán cho cô chú anh chị, có gì thì mình nói rõ hết để nó dễ dàng ha. Nhà này hiện hữu nên cô chú anh chị bạn yên tâm. Đó, mình nhìn ha, ở phía ngoài này hai phòng là có hai cái cửa sổ, chủ nhà có làm cái song sắt nè để mình để cây cối đồ hoa tươi rồi ha. Đó, đây giờ rất ok luôn nha. Rồi, xin nói lại là ra mặt tiền đường chỉ có khoảng 10m thôi nha. Đó, bước vô đây mấy bước là tới nhà. Chiều ngang qua 8m và chiều sâu vào đó là 2m rưỡi ha. Gạch này là gạch 6 tấc, 6x4=24. Bức tường này, bức tường bên trong là khoảng 2m6 á. Diện tích đất mình đang đăng ký kê khai là 20m2, nhưng mà ở đây đang sở hữu về đất ở là 17m nha cô chú anh chị, 17m ha. Đó, dưới chợ thì để trống nè. Đó, dưới đây thì dưới cầu thang chủ nhà có để sẵn cho mình cái chỗ để mình mình lắp máy giặt ha. Đây nè, ống chờ nước nè. Và đây nguồn nước nè, nguồn điện nè ha. Rồi đây, bên đây cũng vậy, đồng hồ nước bên đây ha. Và phía sau là nhà vệ sinh và gian bếp. Có hai cái cửa nha, nhà mình được hai cái cửa nha cô chú anh chị. Hai cái cửa ha. Đó, hai cái cửa nha. Đây gian bếp của nhà mình đây ha. Đó, đây là CB điện, cửa sau nè, hai cửa mở ra vô được hết. Rồi ở đây nhà vệ sinh, nhà vệ sinh thì bồn cầu liền khói và thiết bị vệ sinh cũng loại xịn, chủ nhà lắp dán giấy dán gạch dán tường cao lên đến cầu thang luôn. Đó.
mặt bếp bằng đá hoa cương và chậu rửa inox 304 loại sâu lồng ha cô chú chị. Rồi mời cô chú chị bạn lên trên lầu nha. Nhà mình hướng bắc là sang hướng tây một ít ha. Và nhà thì chủ nhà đang kêu bán là 1.800.000 đồng. Giá này chỉ bớt lọc thôi, không có thương lượng nha cô chú chị. Mời cô chú chị bạn lên trên lầu để mình xem ha. Ở đây là vị trí ngay trung tâm, mình có thể di chuyển về quận 3, quận 5 rất gần luôn ha. Đó, nhà thì khá rộng ha. Đó, cô chú chị bạn nhìn nè ha. Cô chú chị bạn nào đang có nhu cầu muốn sở hữu nhà quận 1 thì đây là một cơ hội cực kỳ hiếm luôn để cô chú chị bạn mình sở hữu được nhà này nha. Cầu thang thì bằng sắt, mặt đi bằng đá hoa cương bảng lớn ha, đi từ dưới lên trên nè, đi rất dễ luôn nha. Đó, xin nhắc lại ở dưới đây là chiều ngang qua mình đó là được là 60 gạch, gạch này 40 gạch, gạch này là 6 tấc nha. Đó, thêm bức tường bên đây và bức tường bên đây nữa. Chân tường thì được dán cao lên 1 tấc để mình lau chùi đồ nó sạch sẽ, nó không bị dơ ha. Ở đây là góc ngã ba đường Phạm Viết Chánh và đường Cống Quỳnh, kế bên bệnh viện, kế bên bệnh viện Từ Dũ nha cô chú chị. Và đối diện với cô bác Cống Quỳnh ha. Ở trên lầu thì có một cái không gian sinh hoạt chung nè ha. Ở phía trước giữa hai phòng có cầu thang đi lên đây. Và bên đây một phòng và bên đây một phòng ha. Đó, mình qua phòng bên đây trước đi. Đây một phòng nè, đó phòng nè ha. Ở đây mình nhìn thấy rõ ràng là 40 gạch 6 tấc. Đó, 40 gạch 6 tấc, chiều ngang qua đây là được 5 viên, 4 viên luôn ha, cũng 4 viên luôn. Đó. Phòng này có cửa sổ luôn nha. Đó, cửa sổ nè. Hẻm thì qua bên đó, hẻm mình hiện hữu 100%. Và bên kia là bệnh viện Từ Dũ nha cô chú chị, bên đó là bệnh viện Từ Dũ á. Đó, bệnh viện Từ Dũ. Ở đây thì có chỗ mình để trồng cây hoa rồi để đây nè. Nếu nhà mình ở thì mình để trồng cây rồi nó ngăn cách bên ngoài, bên trong nó có cái không gian. Đó, phòng này ha. Ở đây có sẵn dây điện để mình lắp quạt luôn rồi nè. Ở chân tường cũng được dán cao lên 1 tấc để mình lau chùi nó không bị bẩn nha. Rồi mời cô chú chị bạn xem lại cái phòng này một lần rồi mình qua cái phòng bên kia nha. Đó, vị trí cực kỳ trung tâm luôn ha. Nếu cô chú chị bạn thấy căn nhà ưng ý thì gọi liền cho chú Hồng cho cô chú chị để mình đi xem nhà ha. Và đây là cái phòng thứ hai, phòng này thì chiều ngang nó lớn hơn nè, nó đến 5,5 m, 4,5 m, cũng có cửa sổ luôn nè ha. Đó, đây nhìn qua bệnh viện Từ Dũ bên đó ha. Rồi cũng có cái khung sắt để đồ, để trồng cây rồi ha, rộng rãi nha. Nhà hai một trệt hai lò, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, ở ngoài có CB riêng nè. Đó, có không gian sinh hoạt ở bên ngoài nè ha, khá rộng rãi nha. Và đây là khu vực cầu thang, mình cũng có thể đem máy giặt lên đây mình để cũng được, máy giặt ở dưới cũng được ha. Và xin nhắc lại căn nhà này là 200, địa chỉ là xẹt 5 nha cô chú chị, 262 xẹt 5 đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có kích thước 2,5 m nhân cho 8 m. Và căn nhà này thì chủ đang kêu bán là 1.800.000 đồng ha. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979 nha. Và nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở quận 1 phân khúc 1.8 tỷ, giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú chị. À, nhìn lại nữa ha. Rồi bước ra ngoài rồi xong Vũ Hồng sẽ kết thúc video review ha. Rồi Vũ Hồng xin cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết cái clip review căn nhà ha. Vũ Hồng xin nhắc lại là căn nhà mình là nằm ở hẻm thông nha cô chú chị. Ở hẻm thông đường 282 xẹt 5 đường Cống Quỳnh, thông qua hẻm 162 đường Nguyễn Duy Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, ngay bệnh viện Từ Dũ ha. Góc ngã ba đường Cống Quỳnh với đường góc ngã ba đường Cống Quỳnh với đường Phạm Viết Chánh. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những cái video review nhà lần sau nha.